vâng, hiện tại đang là 10 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng 8. Vâng, hiện tại chúng tôi đang trong quá trình phun của cái tần thủy vàng gỗ đỏ cho anh khách hàng là anh Tùng, là giáo viên tại thị trấn Yên Lập. Đây, trên màn hình đây là bộ ghế, cái đoạn dài bộ ghế gỗ đỏ đây. Phía bên ngoài này là hai chiếc ghế con. Thì anh có đặt chúng tôi là một bộ ghế tần thủy hoàng này, một chiếc ăn gian thờ và chiếc giường chữ X. Thì đây chúng tôi đã hoàn thiện bộ ghế tần thủy hoàng, tôi có quay và gửi đến cho anh xem. Hôm trước là anh đã ra anh ký xem mộc rồi. Hôm nay chúng tôi bắt đầu phun sơn hoàn thiện. Đây vân gỗ gõ đỏ rất đẹp nha mọi người nhé. Hai chiếc ghế nhỏ. Đây là chiếc đoạn dài. Thì bây giờ quý vị có thấy là đang là 10 giờ trưa đây. 10 giờ trưa ngày 14 tháng 8 năm 2019. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng 8 theo số điện thoại là 0987 510806, website đồ gỗ tùng 8.com, nó có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đó, anh thợ phun đang trong cái quá trình hoàn thiện những câu cuối cùng, hoàn thiện với tần thủy vàng. Còn phía ngoài bên này là chúng tôi đang có một bác khách hàng này, bác ở trong khu cúc thì bác có ký duyệt một chiếc sập thờ và một chiếc kệ tivi đây. Alo. Đây là chiếc kệ TV của bác khách hàng vừa rồi bác ký đây. Chiếc kệ này bằng chất liệu gỗ hương đá, một kích thước là 2m4. Những sản phẩm này chúng tôi đã hoàn thiện rất là nhiều. Này, khách hàng rất là chuộng với sản phẩm kệ TV gỗ đỏ này. Đây là những bác khách hàng mà đang ra duyệt kệ TV và sập thờ đây. Phía ngoài này thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện một bộ trường kệ cho khách hàng ở Hưng Yên. Trường kệ gỗ lim. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.